Nó kìa. Cốc Lộc ơi. Cốc Lộc ơi. Cảm ơn thượng đế. Trời ơi, con cá cốc này nó vàng nín rồi đó nha ơi. Cá này đẹp. Cá này thi hoa hậu được đó ha. Mình bắt đầu lên lưới cả nhà ơi. Hôm nay anh em mình vừa kéo lưới vừa được phục vụ văn nghệ. Giờ này khoảng 6 giờ cả nhà ơi, 6 giờ chiều rồi, 6 giờ tối rồi. Nhưng sớm mình có còn phát thanh á. Ờ tim lên kìa. Đây, tim cá cốc hay gì đây? Còn dữ lắm ngoài đó cả. Rồi gọi hay gì rồi. Nè còn bự bự không à, con còn hy vọng lắm. Nè, đó tối rồi mình bắt đèn nè, cá nè, cá học trò. Ủa sao không lên xích lại chừng còn cất à lên nè. Đèn đầy đủ ánh sáng á. Tìm cái học trò luôn giữ cho. Đây là con cá học trò. Hổi. Gì? Hổi ra. Hổi à? Hổi gì hổi? Giới thiệu cá học trò. Ừ, nói giới thiệu cá học trò. Đưa tay ra. Rồi. Ủa sao anh? Ủa ngang ra ngoài á. Cốc nè. Được con cá cốc. Rồi ủi cái được con cá. Cũng hay rồi. Mở được, mở được. Nói đi, đây nói đi, đây nói đi. Này qua rồi. Rồi mình được con cá cốc cả nhà ơi. Cốc biểu là biểu. À, đây anh biểu. Đây là con cá cốc. Nằm nhẹ đây đi. Còn đây là con cá học trò. Chúng cho cả nhà coi hai con nằm kế bên. Mình thấy sự khác biệt rồi. Nó rất là giống nhau cả nhà.
mình để gần với mình mới thấy được sự khác biệt. Chứ hai con giống đó, mình coi mỗi con riêng lẻ là mình không biết liền, là mình khó biết lắm. Sấu, sấu được con cá sấu cả nhà ơi. Tính quay qua quay lấy cái đèn cho chị hai. Trời ơi, mua cái đèn đó, mấy triệu quạt vậy đó. Ủa lộn, có 1 triệu mấy. Mà vẫn đội cái đèn trên đầu cho nặng. Chứ không biết thiệt tình. Chị hai nói cái đèn này sáng quá, chị hai không thấy đường nữa nè. Cái đèn mình treo đây nè, chị hai nó sáng quá, chị không thấy đường. Bữa nay anh em mình kéo trễ hơn mấy anh em kia cả nửa tiếng hồ. Trời, ngâm lâu chút, cá dính nhiều chút. Vỗ tay cho hai. Mới xuống câu vòng cổ. Buông tay lưới ra vỗ tay. Vỗ tay nè. Cái cây lần hai cây, hai cây có 1 con rồi, hai con, 3 con. Chị hai nên một hộp nhiều quá quên rồi đó, chưa dính 3 con rồi đó. 2 con, 2 con. Con cá sủ nè, con cá cốc nè, quên cá sấu, cá học trò sấu nè. Trời ơi, có mấy con tôm dưới nằm sắp lớp đảo. Tôm này dính bữa trước cả nhà, tôm càng không à. Chưa gác lại nữa. Này dính đá quá chừng. Chị hai nói dính đá là có gì nè? Dính đá có cá sủ nữa đó. Siêu lên. Đá bự bự không có lên cá sủ bự nha. Với em đạt cuối lưới xong rồi cả nhà, em đạt chạy xuồng lại. Sao rồi? Gắt hả? Kéo cây lên không nổi hả? Kéo thì nó tụt xuống. À, được mấy con mà cộng lại chừng 2 ký là ký mấy ha? Nhiều cá đó, khoảng 2 ký mấy cái sủ ha. Con cá đực có 2 ký. À, cá đực vậy được rồi em ơi, cũng đỡ. Ờ đúng rồi, nhưng mà gắt lưới nhiều. Gắt lên, mời dính Hugo 10 ký. Bởi vì lâu lâu cũng bị gắt lưới vậy cả nhà. Không ngờ anh em mình cũng bị hoài. Dưới mấy gốc gì, gốc bà chằn hay gì á. Trời ơi, gốc kêu gì gốc dữ đó nha. Nó gắt lưới, hao lưới mình nhiều á. Rồi hao hụt lưới nhiều, tốn tiền, tốn chi phí mình nhiều lắm. Khi cá bữa đó kiếm vài trăm ngàn chứ đâu có bù được tiền lưới đâu. Hy vọng mấy bữa khác. Thường mà mấy bữa mà trúng cá thì cái lưới mình nó có hao hụt, nhưng mà hao hụt ít ngồi đó. Còn bữa nào mà bị mắc nạn rồi ha, là ít cá. Vừa rách lưới mà vừa ít cá. Rủi cái đi. Ủi thì ủi. Ủi ngang ra.
đừng có lắc kìa ơi. Trời lắc quá trời. Đầu làm cũng không sơm quá. Chứ sao ủi cái này cũng nặng rồi, không lên không có cá. Đi. Ngồi về dưới mỏ chứ kiếm con cá lăng rồi. Đi qua lục bình rồi câu hoài. Con cá gì? Cá lăng. Con cá mẹ cám con. Thôi con cá mẹ cám cả nhà. Không, con cá mẹ té. À mẹ té. À lâu lắm rồi á, chị hai còn nhớ cái giai thoại này hả? Nhớ sụp với trời. Mẹ té. Thằng Út Thư. Để anh hai thấy lại là tụi quy con cá mẹ này. Cá mẹ này cái nó lớn hết cỡ nó cả nhà, bự lắm, bự mấy cái nó dằn ướt quần. Hai ở này anh làm ướt quần hoài luôn. Đâu rồi? Biểu ơi, biểu con ơi. Cá mè, ơi biểu. Đó. Đây là con cá mè cám rồi nè. Cá này nhỏ. Chứ anh em mình hay dăng lưới đem rồi nè, hay dính mấy con cá mè, cá mè cái loại này nè. Nhưng mà nó bự lắm, nó tầm mười mấy ký. Cái gì? Chó. Cá cày. Chó. Con gì? Con gì con chó. Chó dưới bè chứ dưới mỏ vậy. Sổ rồi. Bây giờ mình đỡ mình được, thế nào cũng phải văng nước nữa. Tại vì không có văn. Cái này không văn nước. Không có văn. Tại vì nói văn nước tại vì không có văn. Đây là con cá cày đó nha. Anh em mình gọi cá chó. Còn chó nó cá bơi. Nó còn mạnh quá. Nó rất giống con cá cóc luôn. Con gì nữa? Chó. Ông Lộc không biết bắt chó. Để nghèo nó bắt cho. Chuyện này thấy vô à? Không, ổng canh mày đứng gần không thấy vô, còn ổng canh mày đứng xa mày né là ổng thấy. Bởi vậy? Nó không vô. Bởi vậy? Thôi đứng gần thấy cho ổng quần chơi vậy đó. Nhiều cổ không quất một chát được không? Chạy cá mại gần cái kín luôn. Chứ vậy hả? Ừ. Trời ơi bọn. Cái gì xí xíu lắm vậy? Trời ơi, cá sát. Cá sát. Đó, có cá sát rồi đó. Đây. Con cá sấu, con cá cóc. Chứ còn gì ta? Con học trò. Con học trò. Chắc cỡ 10 năm nữa mới được 10 ký. Cá gì hả? Cá gì hả? Trời ơi, cá sấu bự thế biết, hết biết. Cá sấu. 15 năm nữa mới được 10 ký. Con này còn bự hơn con nãy nữa. Con này nhớ con nãy này thì mới nó bự hơn đó. Nãy 10 năm, con này tới 15 năm rồi. 15 với 10 cái nào bự? Mà cá nãy bự hơn mày. Em hỏi chị 15 với 10 cái nào bự? Ừ, tao nói cá nãy bự hơn. Nó con về 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 cóc. Lộc ơi. Cóc Lộc ơi. Lộc cu bự mỏ không biết bắt cá. Trời ơi quá. Cái cóc của Lộc đó. Nói chung mùi cá bữa nay nhỏ cả nhà, không có bự. Không có hàng khủng nè, không có Hugo. Cái sổ nhỏ không, hồi nãy cậu Út được con cá số được 2 ký mấy đỡ quá. Anh em mình phải kiếm con cỡ đó cũng được. Con cỡ đó có vốn à, cá số được có giá hơn, gấp đôi cái số cái nè. 1 ký á, trên tính trên đầu ký á. Thêm mấy cái số nhỏ nữa, Út này đợi.
vô. Rồi hình như là nó bị u đầu rồi hả? Ý là con cái cốc mới lên. Con này nó bị sai chấn tâm lý luôn rồi cả nhà ơi. U đầu đó, cá nó kìa. Cốc lộc ơi. Cốc lộc ơi. Cảm ơn thượng đế. Trời ơi con cái cốc này nó vàng nín rồi cả nhà ơi. Cái này đẹp. Cái này thi hoa hậu được cả nhà. Đúng rồi, mà có con này đẹp nhất à, mấy con kia nó trắng. Con này là nó, cái bụng với cái mỏ nó ửng vàng đẹp. Trời ơi, sao em bỏ lương quá rồi anh. Em cầm nó nằm em ngủ à. Chừng nào nó nhảy là... Em té, không nó cá nhảy, uống con cá lắm, cho anh Tụng nó té trời. Rồi vô đục, vô đục. Vô cái lên hả? Cốc, cốc. Cốc, 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 cốc. Bự, bự, bự. Ủa? Ê, con này bự, con này bự. Cốc dạ. Con này đỡ rồi. Cốc dạ. Ừ, ừ. Cốc một câu, cốc một câu. Đợi nữa hay sao chị hai? Chị hai. Mày tì mày. Thấy con cá đã quá, phải ban lại thôi. Mà cái này lợi phải kỹ thôi nè. Vì này nãy lợi một lần chân rung rồi. Con này bự nè. Bự, con này bự. Bự. Tuy quá. Thôi anh hai đi lại đi. À, hạ xuống, đưa em ớn quá. Ờ, nhờ khúc sau cả nhà ơi. Mình không có cá sủ nhưng mà mình được cá cóc. Không có này không được bắt cá lăn. Mà không có lăn thì mình ăn cóc. Còn nghe còn lưới là còn hy vọng cá lăn nha chị. Ờ, con cóc này nó vàng rồi đó nè. Đó, nhỏ nó vàng. Còn con này bự nè. Con này hai mới phải vô sau nè. Đó. Thử đi bới. Bới không bới không. Ủa, cái góc bự. Cái góc này nó 3kg á. Con này 3kg. Còn cái góc này nó trắng nè. Dầm con này nhỏ quá anh trắng. Kè sủ kìa. Kè sủ hả? Quay vòng nước xoáy. Chỗ này nước nó quặn quá trời tao. Ở nhà coi cái lục bình nó xấy. Cốc 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 cốc. Cho tới bên đây còn cốc ta. Rồi. Này dính cái lăn mừng quá. Dính cái lăn cũng mừng có nào không chứ. Không muốn dính cái lăn ngoài dính cái cốc không cũng cần nữa kìa. Trời ơi cái cốc cũng mắc tiền cũng. Có tiền mà. Nhưng mà muốn cái lăn ngoài dính cái cốc không cũng cự nữa kìa. Rồi coi nè thấy ướt mình nha. Thấy ướt mình rồi nha. Đó thấy chưa ướt quần. Con này mạnh. Tát về mình chịu quy cái nhà coi. Này à, anh chị hai mình à, bắt một bầy cá cóc luôn. Quá đã rồi. 5 con hay nhiều không? Không nhớ nữa, nhiều quá không nhớ rồi. Thấy vô sâm tụ rồi đó. Sâm tụ cái đục mình. Cái đục của hổng chứ chó bữa nay chứ cóc. Ủa, cóc ngon hơn. Chưa nổi thùng. Chưa hết lưới rồi cả nhà ơi. Nãy giờ lưới lên nhiều lắm. Nay dính được hai cái đây. Khúc đầu với khúc cuối, khúc giữa mà vắn nè. Một cái nữa lên hết rồi. Rồi lên luôn rồi. Lên luôn hả? Hay gì? Hên. Đỡ tốn miếng dầu. Hên. Cái ủi là tốn thêm miếng dầu nữa rồi, xì dầu nữa rồi. Nãy ha để lại gần gần nó thả nhẹ nhẹ vô trời. Thấy cái ủng cái gốc bự này thì nó bật ngửa, nó bơi ngửa luôn kìa.
Rồi, tình hình này là thấy hết lứ rồi nè. Rồi, lên cục đá neo cả nhà ơi. Lên cục đá neo là xong rồi đó. Anh em mình đã cuốn xong tay lưới này. Nay cá gốc dính nhiều. Bây giờ tụi mời cả nhà về bè anh em mình để lấy gọng ra mình bắt cá. Em tính anh hai vịnh em đạp cái lá vô luôn. Trời ơi, này đứng hải lần. Ở này chị hai kêu tắt nha. Hồi mình cột ghe lại mình chạy lại sau. Cúp được nó mừng rồi. Cúp được đâu? Ủa lộn. Lu. Lu lu lu. Hả tao đi là nó phóng theo nó lội xong rồi. Cúp là đã. Trời ơi, về hưởng thụ ha. Người uống nước, người uống thuốc. Bởi vậy, để thằng em chờ để bắt cá nè cả nhà. Ủa trước sau gì cũng phải chờ. Chứ chờ anh chị mình cho uống nước, miếng nước cho khỏe cả nhà ơi. Chứ kéo nó về mệt lắm. Từ từ đi, gấp gì? Chưa. Không, em nói chị ấy kìa. Không. Chị ấy mệt kìa. Một cá cốc. Một cá cốc. Này chị hai bắt cá cốc không đi. Để tôi kiếm đi. Văng nước. Ăn cóc. Ăn cóc. Uống cóc. Bự, 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 bự. Này đừng có giả cho nằm cóc. Hết rồi. Nằm cái cóc đó. Năm con hết rồi. Hết hả? Em lấy nhiều mà. Chó, mày chán. Vô luôn, vô luôn. Rõ luôn đi. Thôi để mình riêng đi. Tới tôm. Vậy là cái này mình được 5 con cá cốc luôn đây. Đáng rồi. Con bự đó chừng 3 kg đó. Trời ơi, có 2 con này nó vàng lính là đảo quá. Quá đã cả nhà. Để mấy con cá sủ ta. Mình được con cá mè. Trời ơi, lâu lắm rồi mới bắt con cá mè nhỏ vậy chứ thường lưới neo mình dính cá bự không à. Nha. Trong này mình được 2 con cá cậy nữa nè, cái này nhỏ, cái này nè. Dạ rồi, còn hôm nay mình dính được 3 cá sủ mà không có nào bự hết. Rồi, nó chụt trước luôn. Con này anh hai nói đâu, con này 10 năm nữa nè, con này 15 năm. Con cá học trò với mấy con cá mồng gà, con cá sát. Dạ rồi, đây là tất cả số cá hôm nay anh em mình dính được cả nhà ơi. Giờ đã xong buổi thăm lưới rồi, cùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.